mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hướng Phật xin công tác. Tôi học Phật được mấy năm, do gần đây con trai bị bệnh, tôi đã đem cháu đi chữa trị khắp nơi nhưng vô hiệu. Sau này tình cờ lên net nhìn thấy trang web Tiểu Viện Sơn Tây của Phật giáo, tôi bèn thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng đem về nhà đọc, với hy vọng biết đâu may gặp thuốc hay có thể cứu được con. Thế nhưng vừa mới lật vài trang đã thấy quá khó, do văn từ nhiều, lại là chữ phồn thể, hơn nữa trong đây còn miêu tả rất nhiều loài quỷ thần, hoàn toàn trái ngược với thuyết vô thần và quan niệm của thế giới hiện đại mà tôi từng học trong trường. Đọc kinh không hiểu nên tôi rất muốn nghe giải thích, vì vậy tôi bèn lên mạng tìm trang web giảng giải kinh của sư Tịnh Không, kể từ đó tôi được lợi rất nhiều. Rõ ràng nhất là sức khỏe tôi được cải thiện tốt hơn. Trước đây tôi theo phong trào giảm cân, ăn kiêng nhưng không giảm mập, còn khiến bao tử, ruột bị bất ổn, trong người nóng, sinh chứng bí tiểu, không còn khí lực, sức khỏe rất tệ. Tụng kinh được mấy năm tôi thấy sức khỏe mình chuyển tốt hẳn lên, đặc biệt là bệnh của con trai. Khi ở trong thành tôi vô phương chữa trị chứng co rút của cháu. Lúc về quê thì tình cờ gặp một vị đông y vô cùng hiền thiện. Trải qua gần một năm chẩn trị, bệnh tình thằng bé hồi phục hết 9 phần 10. Đây cũng là động lực khiến tôi càng kiên trì tu học Phật. Năm nay, vì lý do cá nhân tôi nghỉ việc, ở nhà ngót 6 tháng. Sau đó tôi quyết định đi tìm việc mới. Nhưng một kẻ không có sở trường chuyên môn như tôi, lại ở vào độ tuổi trung niên, không có tài gì vượt trội lớp trẻ, nên tôi có cảm giác nếu không khéo sẽ bị xã hội đào thải. Bởi vào những năm 2008-2009, các thế hệ hậu bối nhân tài xuất hiện đầy, nên một phụ nữ trung niên như tôi muốn tìm được công tác thích hợp không phải là chuyện dễ. May mà tôi được nghe Phật Pháp, gặp thầy chỉ dạy, nên hiểu tất cả đều là nhân duyên, vì vậy mà có thể quẳng gánh ưu tư để vui vẻ sống. Trong lúc lên net tình cờ, tôi nhìn thấy các pháp hữu, huynh đệ khác cũng đăng tin trao tìm việc, xem rất hay, lạ và thú vị. Thế là tôi cũng bắt chước tự thảo một tờ đơn tìm việc như sau. Tôi rất mong tìm được việc theo tiêu chuẩn: 1. Chánh nghiệp, chánh mạng. 2. Chỗ làm gần nhà để có thời gian học Phật. Xin phát nguyện: 1. Mỗi một cử tâm động niệm đều luôn cẩn thận, nguyện đoạn ác tu thiện, cầu sinh tịnh độ. 2. Hằng ngày xin tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật từ một tiếng đồng hồ trở lên, lạy Phật 100 lễ. 3. Nếu có được công tác rồi thì mỗi tháng sẽ trích ra 20% thu nhập dùng làm từ thiện, in ấn, phóng sinh, cứu bần, vân vân. Tờ nguyện vọng công tác tôi viết giản đơn, bởi vì thấy mình không có phúc báu nên chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong được chỗ làm gần nhà, có thời gian chăm sóc gia đình và tu học thì quý rồi. Tờ đơn tìm việc viết xong, tôi cứ theo công khóa ấn định trong đó mà thực hành. Nếu có thông báo tuyển người thì sẽ thấy trên mạng. 2 tuần trôi qua chưa có kết quả gì. Đến tuần thứ 3, thấy trên mạng có nhà nọ thông báo tuyển dụng, nhưng xem lại điều kiện tôi thấy không hợp với mình nên chẳng xin vào. Lại mấy ngày trôi qua, có đơn vị nọ thông báo tuyển dụng, tôi thu hết can đảm viết đơn xin việc gửi đi. Nào ngờ được công ty hồi đáp, mời đến gặp mặt thử. Sau đó tôi vào sở làm như hiện nay. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, chỗ làm cách nhà chừng 45 phút lái xe, y như tâm nguyện mong muốn của tôi, vì đây là công tác giúp đỡ người, thuộc chánh mạng, chánh nghiệp. Tôi nhớ đến lời sư Tịnh Không từng nói, trong Phật môn có cầu tất ứng, nếu cầu bất ứng, vấn đề là do nơi chúng ta. Hiện tại, tôi đã đi làm việc được 2 tháng rồi.
Xin cảm ơn chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên, Thiện Thần, cảm ơn chư Pháp Sư đã hết lòng dạy dỗ con. Đệ tử Tam Bảo, ngày 10 tháng 1 năm 2016.